Thầy xin chào tất cả các em. Hôm nay ta sẽ đến với môn thể dục lớp 8 với bài giảng nhảy xa và thể thao tự chọn. Thầy xin mời tất cả các em bắt đầu bài học. Để vào nội dung bài học mới thì chúng ta ôn lại một chút về bài cũ. Ở tiết trước, các em đã được học giai đoạn chạy đà trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Thì giai đoạn chạy đà được tính từ lúc xuất phát cho đến khi đặt chân vào bán dậm. Về tư thế chạy đà, đầu gối khuỵu xuống, chạm đất bằng nửa trước bàn chân, dồn trọng tâm về chân trụ, thân người hướng về phía trước. Cự ly chạy đà khoảng 7m đến 10m. Về cách chạy đà thì các em có thể chạy đà tăng dần đều hoặc là chạy nhanh ngay từ đầu và tăng tốc ở những bước đà cuối. Những lỗi sai mà các em thường mắc ở giai đoạn này là chạy đà không ổn định, chạy đà tốc độ không cao, sức mạnh chân kém và tâm lý không ổn định. Thì vừa rồi thầy đã củng cố lại kiến thức cũ cho các em. Thầy xin mời các em bắt đầu vào nội dung bài học ngày hôm nay. Về nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta có nhảy xa, chúng ta sẽ học tiếp tục 3 giai đoạn còn lại, đó là giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Về thể thao tự chọn thì các em sẽ học cầu lông. Các em sẽ ôn lại kỹ thuật giao cầu ngắn mà ở lớp 7 các em đã được học. Chúng ta bắt đầu vào giai đoạn dậm nhảy. Giai đoạn dậm nhảy được tính từ lúc đặt chân lên ván dậm cho đến khi chân rời ván dậm. Tốc độ chạy đà và tốc độ dậm nhảy có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, các em cần phải kết thúc giai đoạn chạy đà một cách hợp lý để đặt chân dậm vào ván dậm một cách tích cực. Khi dậm nhảy, toàn bộ sức mạnh của ta dồn lên chân dậm. Chân dậm nhúng xuống tạo đà để dậm nhảy đưa toàn bộ cơ thể lên cao. Đồng thời, chân lăn của chúng ta gặp lại, đá từ sau ra trước. Và hành tích của các em có xa được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào giai đoạn dậm nhảy của các em. Lỗi sai thường gặp ở giai đoạn này là dậm nhảy không mạnh và dậm nhảy không hết sức. Thầy chỉ cho các em xem hình ảnh minh họa của giai đoạn dậm nhảy. Đây là giai đoạn dậm nhảy của các em. Các em chú ý quan sát. Là khi dậm nhảy, các em dồn lực vào chân dậm nhún xuống tạo đà để bật thân mình lên cao. Đồng thời, chân lăn của các em gặp lại đá từ sau ra trước. Chúng ta đến với giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn trên không. Giai đoạn trên không được tính từ khi chân dậm rời ván dậm cho đến khi một bộ phận của cơ thể chuẩn bị tiếp đất. Và nhiệm vụ của giai đoạn này là các em phải giữ được thăng bằng và tận dụng được quỹ đạo bay của cơ thể. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn trên không. Đây là giai đoạn trên không của các em. Các em chú ý quan sát. Sau khi dậm nhảy, cơ thể của các em sẽ ở trên không. Thì khi đó các em sẽ giữ thăng bằng cho cơ thể, đồng thời tận dụng quỹ đạo bay của cơ thể hướng về phía trước. Chúng ta đến với giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn tiếp đất. Thì ở giai đoạn này, khi tiếp đất, các em cần phải thực hiện động tác khuỵu gối. Vì khi tiếp đất sẽ gây ra một chấn động rất lớn cho cơ thể, nên ta khuỵu gối để giảm bớt chấn động và tránh gặp phải chấn thương. Vì thành tích của môn nhảy xa được tính từ mé ván dậm cho đến điểm tiếp đất gần nhất của bất cứ một bộ phận nào của cơ thể, nên khi tiếp đất, các em chú ý gặp người về trước, tuyệt đối không được ngã người về phía sau. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của giai đoạn tiếp đất. Đây là giai đoạn tiếp đất của các em. Khi các em tiếp đất, các em chú ý phải gặp gối để giảm chấn động cho chân, cũng như phòng tránh được chấn thương. Nếu các em tiếp đất mà không gặp gối, thì chân của các em sẽ chịu một lực tác động rất là mạnh, dễ gây ra chấn thương cho các em. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu các giai đoạn còn lại của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, đó là giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Sau đây thầy sẽ cho các em xem lại toàn bộ quá trình dậm nhảy, trên không và tiếp đất. Các em chú ý, ở số 1 đó là giai đoạn dậm nhảy của các em.
ở số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6, đó là giai đoạn trên không. Ở số 7, đó là giai đoạn tiếp đất. Các em quan sát lại một lần nữa. Sau đây chúng ta sẽ đến với một số bài tập bổ trợ cho môn nhảy xa. Bài tập đầu tiên chúng ta có chạy 30m tốc độ cao, xuất phát cao. Bài tập thứ hai chạy biến tốc. Bài tập thứ ba chạy đạp sau 30m. Bài tập thứ tư chạy xuất phát cao, chạy đuổi. Bài tập thứ năm bật xa tại chỗ. Bài tập thứ sáu bật cao tại chỗ. Bài tập thứ bảy lò cò bằng chân dậm nhảy. Bài tập thứ 8 là bật cốc. Và một số bài tập trên sẽ giúp cho các em phát triển về sức mạnh tốc độ cũng như sức mạnh bộc phát để các em nâng cao được thành tích nhảy xa của mình. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, đó là môn thể thao tự chọn, cầu lông. Thì thầy sẽ ôn lại cho các em kỹ thuật giao cầu ngắn hay còn gọi là giao cầu trái tay. Thì vị trí phát cầu có thể đứng phía sau đường phát cầu gần khoảng 10-50cm và gần với đường trung tâm. Tư thế đứng thoải mái, tay cầm vợt đặt ở phía trước, đặt chân phía tay cầm vợt lên trước còn chân còn lại ở phía sau. Đưa vợt nhẹ về phía sau và bắt đầu đẩy nhẹ về phía trước. Tay cầm cầu các em cầm ở phần lông cầu và đặt cầu ở phía trước ngang với hông của các em. Khi thực hiện phát cầu, để cầu tiếp xúc với mặt vợt và giữ cho cầu đi ngang với mép lưới. Các em sẽ xem lại hình ảnh minh họa của kỹ thuật giao cầu ngắn. Đây là ảnh minh họa của kỹ thuật giao cầu ngắn. Các em chú ý quan sát. Thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tập và làm bài thật tốt. Chào tất cả các em.